Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin ông Nguyễn Thành Phong thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 8, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cùng ngày, Bộ Chính trị có quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, là một chính trị gia người Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Chính trị gia người Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Ông sinh ngày 18 tháng 7 năm 1962. Tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thời thanh niên, ông theo học và tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, được giữ lại làm giảng viên. Ngày 8 tháng 9 năm 1988, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, ông là giảng viên và giữ cương vị Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 10 năm 1995, ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 1996, tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 6, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10. Tháng 9 năm 1999, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Hoàng Năng. Kế nhiệm ông trong chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là ông Võ Văn Thưởng vào tháng 2000. Trong thời gian làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông đã ra quyết định tổ chức chương trình Mùa hè xanh. Tháng 12 năm 2002, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng năm, ông tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 11, thay ông trong chức vụ Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là ông Võ Văn Thưởng. Tháng 7 năm 2007, ông được phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2. Ngày 16 tháng 1 năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 19 tháng 10 năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Tháng 7 năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 9 đã tiến hành bầu ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho ông Nguyễn Thành Phong, được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động ông thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 11 tháng 12 năm 2015, theo đoàn thư ký với 80 trên 83 phiếu của đại biểu, 85,1% trên tổng số 94 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12.
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2016, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.